Chào các bạn nhá. Tiếp tục một chiếc máy hàn một bo được ghi đến thương hiệu từ thương hiệu Sharp nhá, được ghi như vậy nhá. Sharp One nhất nhá. Với cái lỗi là thấy khách nói là có điện nhưng mà không hàn được. Tức là cắm lên nguồn nhưng không hàn được. Thì chúng ta sẽ xem là nó không lên. Đấy, có lẽ là mấy trăm nghìn hay hơn triệu, có khi là họ mua được triệu mốt triệu hai đấy, nhiều thấy người nhiều người bảo thế. Mình cũng chả rõ giá bao nhiêu, mình không buôn bán. Tức là khi mua nó là nó có cả bộ dây như này này các bạn ạ, nó ngắn rồi thì giả dài đâu. IGBT 200V sờ giật rất toi, đây là mã các bạn nhá. Chắc là 200A 200 mấy cắm điện này. Đó. Có lên nguồn nhá. Và chúng ta thấy nó ăn có 7W như kia thôi thì rất là tiết kiệm điện. Các bạn ạ, đây này. Máy hàn này tiết kiệm điện bởi vì có 7W kia thì không bao giờ là. Tóm lại là phần nguồn quạt đã chạy tất cả mọi thứ ok. Nhưng mà phần công suất đang không hề hoạt động. Có thể là do IGBT các thứ này nó nổ tách ra rồi, nó chập nó nổ tách ra rồi. Hai thì đó là phần phát xung đang có bị sự cố đấy, là không có điện áp ra nhé các bạn nhá. Bây giờ mà mình sửa mà công suất nó lên tầm khoảng 20W ấy, thì là nó chạy bình thường các bạn ạ. Là phần công suất đã chạy nhưng mà chưa ăn tải, tức là chưa hàn thì nó sẽ tầm như thế nhá. Mấy hàn bây giờ nó còn mấy anh đặt hàng còn mang cả thương hiệu Sharp mới dã man, cứ thương hiệu gì nổi tiếng là đặt. Mà máy hàn nó cũng như là dân dụng, nó cũng là thông dụng như những chiếc bếp từ thông phổ thông ấy các bạn, dòng rẻ tiền ấy các bạn. Nên đôi khi người ta hàn ví dụ như cái dòng rẻ tiền mà chúng ta bếp từ chúng ta ăn có 6A 6,5A thôi thì người ta vẫn nấu ăn đều đều bình thường, có cái nó chậm thôi. Thì con này dòng hàn họ hàn que 2,5 thôi. Và họ này chỉ hàn sắt ống nó mỏng thì họ chỉ cần lại này thôi các bạn nhé. Và họ vẫn hàn được ok. Ba tụ. Con này cũng gọi là được của nó chứ không phải là không được đâu mọi người ạ. Bởi vì nó có cả dưa le này, nhiều con thì nó chẳng có dưa le đâu. NLK626 IC nguồn này rất thông dụng. IC3525, IC358 hai con 4688 để tạo ra nái cầu hát, nái cái bi đắp chia xung bên trong kìa. Hay là con này nó còn 4 IGBT luôn. Như vậy con này cũng ngon đấy, con này có khi khách mua hơn triệu thật đấy các bạn ạ. Như vậy là một bo nó nhiều kiểu nhá mọi người nhá, không phải là chạy 2 IGBT không đâu, chạy hai con song song nhau thì là thành 4 con các bạn ạ. Thì với cái lỗi như này thì bây giờ thì để nhìn xem IGBT nó có lỗ không, nó không bị lỗ lứt như kia thì chắc là phần được phần ok rồi. Nó không lỗ lứt như kia thì không lỗ lứt thì mình đoán là phần công suất đang bảo toàn nhá, là phần dao động đang có sự cố. Còn bây giờ thì các bạn chờ một chút, mình đi vệ sinh qua nó một chút đã, hơi bẩn. Chúng ta sẽ nhìn nhá. Cái quạt này nó sẽ thổi gió và gió đôi khi nó sẽ bị phì ra bên này. Nên người nhà sản xuất ấy, họ đã phải làm một cái tấm cách điện này này. Tấm này tấm phít mỏng thôi, để bịt vào đây để gió nó thổi nó lùa trực tiếp vào phần cần tản nhiệt, đó là những cái miếng nhôm. Thực ra mình không phải là tản nhiệt cho miếng nhôm, mà miếng nhôm chỉ là lấy nhiệt đi của các con công suất. Cụ thể là cầu diode này, IGBT này, rồi diode chỉnh lưu này. Nó sẽ lấy nhiệt từ những con đấy để nóng nó lên. Và khi nó nóng nó lên thì được quạt thổi qua các khe nó để làm mát nó. Khi nó được làm mát thì nó lại lấy nhiệt ở các con công suất tốt hơn nhá. Và khi gió nóng nó thổi ra đến đây và nó cũng đập gió, nó cũng đập vào con này và nó cũng làm mát bớt con này. Nên cái kiểu thiết kế mà cái biến áp công suất này, hình xuyến này mà nó nằm theo kiểu như này thì mình đi ok hơn theo cái hình mình vẫn dọc này mình thấy nó không bằng như này các bạn ạ. Rồi một số bo nữa thì cái con cầu điếu này này là các ông sản xuất ông ấy đặt ở phía trên này. Thế là chả có gió thổi vào nên đôi khi toàn chết cầu điếu thôi các bạn nhé. Nếu mà khách mà hàn cường độ cao ấy, bởi vì khi chạy là cái cầu điếu này nó cũng sinh nhiệt mà mọi người nhé. Và cái bo này thì mình bảo rồi, có khả năng là cái máy này cũng là máy ok đấy, bởi vì là nhà sản xuất họ tính toán này, keo C704 phủ ẩm cho các chân để chống ẩm thấp này các bạn nhé.
Rồi là cầu diốt này nó có cái nhựa ốp như này để chống bụi bậm, nó giúp vào chân để làm chập lỗ các bạn nhé, cũng được các bạn nhé. Nói chung là bo máy một bo này cũng gọi là ok, nhìn bé bé thôi nhưng như vậy là máy sáp xịn phết các bạn nhé. Sáp nó sản xuất từ máy hà điện tử thì đúng là bó tay, sáp loại dã man, sáp Tàu, sáp Trung Quốc, để sáp người Việt Nam tự nghĩ ra các bạn ạ. Mình vừa răng ra ngoài kia mình ngồi để mình vệ sinh nó qua, mình trong thời gian vệ sinh mình nghĩ bụng. Gọi là sáp thì thương hiệu nổi tiếng này, thực ra hay là sao hay là thương họ không đặt là thương hiệu Omo hay là những cái thương hiệu nổi tiếng, hay thương hiệu Kotex hay là Dianla thì nó cũng nổi tiếng mà các bạn. Tải lắm, bây giờ thương hiệu nhiều là cái người sản xuất ấy họ cứ lợi dụng những cái tên thương hiệu nổi tiếng này họ đặt cho sản phẩm của mình để cho nó đánh vào cái người tiêu dùng ấy, là thương hiệu nổi tiếng này thì lên mua kiểu như các bạn ạ. Như thời ngày xưa ở quê mình cách đấy lâu rồi, ngày xưa ấy mà cái bột giặt Omo nó nổi tiếng ấy thì bắt đầu là nó có ra là bột giặt Hoa Mô, Omo mới Hoa Mô các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ ghim điện và đo đạc xem tình trạng nó như nào nhá. Thì ở đây nó có các chân của con 4688 này nhá. Mình sẽ đo, ở đây là con 1 ohm này, là con cấp nguồn 15V cho nó này. Bóng nhỉ mọi người nhờ. Mà bóng này mọi người không nhìn được cái vị trí mình nói như này. Đây mình tắt điện đi xem nào. Tắt hai bóng đi để một bóng thôi nào. Đó, xem có được đỡ hơn không. Vẫn bóng như thế các bạn ạ. Thôi để nhìn đã, sau đó cho mọi người nhìn đã, sau đó mình sẽ đo đạc để chúng ta sẽ biết nhé. Đây là con biến áp này, nó sẽ tạo ra hai mức nguồn là 24V. 24V thì cho dơ le và cho quạt, và một cái mức nguồn nữa là 15V. 15V thì cho mấy con IC này. Thì cái nguồn 15V đấy không biết 15 hay 24V, chắc là 15V, nó đi qua con 1 ohm này này để nó đưa ngược trở lại, nó cấp cho hai con 4688 này để lái cái biến áp chi xung. Thì khi mà nó cấp cho 15V ấy thì là mình sẽ phải đo được là cái đầu ra của 4688 nó sẽ lửa của 15V, nó rơi ở khoảng 8V nhá. 8816 nhưng nó rơi vào thế, còn tùy thuộc độ rộng xung các bạn ạ. Đấy, để như này có khi này đo được này. Giảm xuống một chút để các bạn nhìn được cái màn hình đồng hồ thôi nhá. Mình cũng chả nhìn thấy con cái đang nhìn bảy con 7805 để lấy mát. Mình chả nhìn thấy con 7805 đâu, bởi vì cái máy hàn này nó không có đồng hồ hiển thị nên không cần 7805 các bạn ạ. Mình sẽ lấy mát tại chân của cái chân âm của cái quạt nhá. Bây giờ kim điện để đo thử. Đấy, giờ này đã đóng tạch nhá. Thì đây chính là cái nguồn 24V này, nó sẽ cao như thế đấy. Còn đây là cái nguồn 15V này, hai con nó đều song song để chỉnh lưu nhá. Hai con diode này UF4007 thôi. Thì cái 15V đấy nó đi qua con 1 ohm này. Ngày xưa nó dùng 2 ohm, bây giờ nó toàn dùng 1 ohm thôi. Đó. Đôi khi là nó chả cháy được này nên khi bị chập 4688 này là nó cứ có nguồn để mất, có nguồn mất là do con LK626 là chuyển trạng thái bảo vệ các bạn ạ. Bây giờ bắt đầu đo đây nhá. Đấy, chúng ta thấy đấy mất xung nhá. À đúng rồi, ôi rồi con này hôm nọ mình sửa một cái bo y như này, nhưng cái bo đấy nó không nhiều IGBT, không chất như này. Chúng ta nhìn thấy hai cái đèn này nó sáng này. Chúng ta sẽ nhìn hai cái đèn này nó sáng nhá. Thì bình thường là hai cái đèn này không sáng các bạn nhá. Thì mình lại đo cổng rồi, vừa hôm nọ mình làm đấy, chưa làm nhiều bao giờ có kinh nghiệm nhá. Mình đo hôm đấy mình có dò, mình kiểm tra cho mọi người cái cổng ấy, của nó ấy. Cái cổng khuếch đại của nó ấy, là cái cổng khuếch đại mà nó lấy tín hiệu rơi trên con R-San này này, là chúng ta khi chúng ta hàn này là đĩa áp rơi R-San sẽ đưa về một cổng khuếch đại của con này. Và khi mà dòng hàn cao quá hoặc là bị chập que thì là nó sẽ, con này nó sẽ là trạng thái để nó lén xung thấp nhất. Và lúc đó thì là hai cái đèn này nó sẽ sáng. Thì lúc đó thì là hầu như là không có điện áp đầu ra nhé, bởi vì là nó tác động vào một chân của con 3525 để không cho nó chạy. Nên con này bây giờ đo chân 8 của con 3525 là vẫn có nguồn cho mà xem nhé. Vẫn có 5V cho mà xem, nó không giải dập chân 8 đâu. Để mình đo thử thế nào.
Nhìn như này, đây chân 1 này, 2 3 4 5 6 7, đây chân số 8 đây nhá. Chân số 8 ra con đi ra con này này. Đấy, nó vẫn có 4,95V này các bạn thấy không? Như vậy là con 358 này đang tác động sang con này, không, mình không rõ là chân nào đâu, mình không có sơ đồ. Để cho con IC này sẽ lén xung nhỏ nhất, coi như là không hoạt động các bạn nhé. Nên do đó mà hai cái đèn này sáng là bị như vậy. Nên con này thì đây là bây giờ mình sẽ đo, mình để mình nhớ đã, vào chân mấy ra chân mấy đã. Đây nhá, à, con là 358 có hai cổng khách hàng thuật toán, đó là chân 1, 2, 3 là một cổng các bạn ạ. Chân 5, 6, 7 là một cổng các bạn ạ. Còn chân 4 của nó là gần đây, còn chân 8 của nó là nguồn cấp, nó cũng chạy nguồn cây nguồn 15V thôi. Đấy, nguồn 15V đây này. Đấy, mình đang đo chân 8. Thì ở chế độ bình thường này là không hề có dòng hàn, thì không hề có điện áp rơi trên con L-San này. Thì cái chân số 7 là cái chân out ra của con cái cổng 5, 6, 7 ấy, là cái cổng xử lý ấy. Thì cái ở chế độ này ấy, là cái chân này điện áp của nó, đầu ra của nó đang phải là 0V, chứ không thể nào là 14V như này được. Nên bây giờ mình sẽ táng thay đúng con 358, bởi vì vừa hôm nọ mình làm một cái ban của một cái máy y như này luôn, mình có phải dò, bởi vì mình không làm nhiều, mình có phải dò và mình xác định là con 358 này lỗi. Nên bây giờ táng đúng 358 cho chúng ta tham khảo nhá, để lấy 358 ra. Dọn là máy quay để bắt đầu mình tháo nó. Thực ra mình có cái máy test được con là 358 này đấy, nhưng mà phải kiếm cái dích. Cái dích là cái đế ấy, thì mới test được, nhưng mà thôi cứ thay thôi. Và qua video này vừa hôm nào mình làm, hôm nay mình nhớ nên mình sẽ làm nhanh hơn. À, chúng ta sẽ thấy là con LM358 ở trong máy hàn điện tử này là một cái yếu điểm, nên chúng ta sửa máy hàn điện tử, chúng ta cứ mua một và ít về dùng dần các bạn nhá. Và chúng ta nên mua lại chính hãng đi cho nó xịn các bạn ạ. Ngày xưa mình mua một lô 50 con của 358 này của bên Trung Quốc này, bây giờ nó lẫn linh tinh à, lẫn mấy con xịn mua của S linh kiện chất lượng ấy. Nó chết là nguyên nhân là của nó, một là linh kiện kém chất lượng bởi vì máy hàn này nè, hai mình nghĩ là con này thì nó cũng phải là dùng linh kiện kém chất lượng đâu, hai là trong quá trình nó chạy là nó chạy ở cái điện áp là rơi vào 15V, mà con LM358 này nguồn thấp khoảng 12V đổ lại thì mình nghĩ là nó bền. Nó chạy cái nguồn 15V và cái nguồn 15V cho máy hàn này thì chúng ta sẽ hiểu rằng dòng hàn nó cao nên nó cũng chạy, nó cũng không ổn định cái ngưỡng mức nguồn, thì đôi khi nó sẽ tự chết. Hai là đôi khi là khách hàn ấy, khách hàng hàn ấy, là cái điện áp rơi trên L-San này nó về lớn quá chẳng hạn, nó đạt đến ngưỡng cổng chết thì nó cũng chết các bạn nhé. Nếu chết thì người sửa chữa mới có công việc, nhiều người bảo thế các bạn ạ. Nhưng mà cái công việc cái mình ấy, thì mình sửa ấy, là mình muốn tìm được cái tại sao nó chết, và mình muốn xử lý làm sao để tăng được cái độ bền nhất cho người ta có thể các bạn ạ. Nhưng nhiều khi là cũng phải bất lực bởi vì linh kiện, rồi là thiết kế, rồi là không tìm ra được nguồn gốc chết gây lỗi. Chết đấy các bạn ạ, vừa làm vừa nói mình lại nhìn đang lắp nhầm chiều này. Chết thật đấy. Mình đã lắp nhầm chiều nhá. Không biết con LM358 này có chạy được không? Mình không dám lấy con LM mới kia, mình đang lấy con LM358 cũ. Thấy tháo vứt trong hộp đồ, chả biết nó còn sống không. Nó LM358 nó có một cái lốt để biết được đấy là chân số 1 nhá. Và như mình vừa dò cho mọi người biết được này, cái chân số 1 bên kia nhưng vừa mình lắp ngược đấy, nên mình đang phải thay lại. Con này nó lại còn có cả thôi cứ kệ nó đi. Con mình tháo này ra, con là 338 này là mình tháo ra ở lưng của nó có cái sơn giữ, nhưng nó bị kênh lên các bạn ạ, nó kênh như này lên này, nhưng cố vuốt lại thì vẫn được. Còn mỏ hàn đang hơi nóng, giảm bớt nó đi, mỏ hàn sung mà có thể giảm được nhiệt các bạn ạ. Bạn nào xem kênh thì các bạn sẽ biết được tại sao mình giảm được nhiệt rồi. Được mấy năm rồi đấy nha các bạn.
Rồi, ok nhá. Bây giờ bắt đầu đo đạc thử. Cái chân số 7 là cái chân cổng ao ra để nó sẽ đưa ngược lên, nó tác động cho con này này. Tóm lại là có một chân chân 56 ấy, chân 56 nó có một chân nó sẽ xác lập một cái điện áp chuẩn. Cầu vân áp xác định một cái điện áp chuẩn và một chân còn lại, giả sử là chân số 5 là xác động xác lập điện áp chuẩn chẳng hạn, thì chân số 6 là chân lấy điện áp rơi trên con RSan đưa về để nó xử lý. Vì khi mà điện áp về mà tóm lại là nó kiểu như là nó đang thấy điện áp về cao quá, dòng hàn đang quá ngưỡng ấy, thì nó sáng cái đèn đỏ đấy và nó sẽ lén xung mất cả hết cả xung ra luôn. Còn bây giờ xem kết quả nhá. Vẫn đây mát ở cái vị trí ngày xưa. Mình ghim điện này. Đã đóng rơ le và đang lên 22V rồi, 22W rồi, 19W rồi. Và chúng ta thấy cái đèn này nó không sáng nữa. Đây là cái đèn nó không sáng nữa này các bạn này. Mình tắt để cho mọi người nhìn này. Hai cái đèn này nó không sáng nữa nhá. Mình rút điện ra này, mình cắm lại này. Hình như mình muốn rút điện cắm lại nó nhá sáng một lần hay sao ấy. Tích tụ hơi kinh. Rút lâu nó mới ấy. Như vậy là 4 con tụ 470mm là đúng đấy. À 3 con. Cắm nhá. Không sáng gì cả. Ok đấy. Thì đo cho chúng ta tham khảo này. Là cái nguồn ra tại chân này không còn nữa. Mọi người nhá. Nó không còn nữa thì nó mới không sáng bóng này mà. Bởi vì cái nguồn ra đây nó sẽ đi phạ hạ qua điện trở và nó từ A sang K rồi từ A sang K với mát làm cho bọn đấy nó sáng đấy các bạn ạ. Còn hai chân vào này. Chân này là coi như không có điện áp này. Cũng không có điện áp bởi vì một chân nó là chân G nó đi toàn mạch. Còn ok điện áp về kia là kiểu chiều điện áp về âm các bạn nhé. Như vậy là thay một con là chạy. Đấy, chúng ta sẽ sửa nhiều, nó sẽ có kinh nghiệm và sẽ lưu vào trong đầu luôn đấy. Các bạn không sửa nhiều mà các bạn xem được các video này, các bạn cũng lưu vào được vào dữ liệu sửa chữa để sau này các bạn sẽ phục vụ được các bạn nhé. Và đèn áp hàn ra này. Đã có đèn áp hàn ra nhé, mọi người nhé. Ok nhé, bây giờ test thử cái. Sau cho mọi người kết quả thôi, chứ mình cũng chả quay nữa, chả lấy mấy điện thoại quay nữa. Các bạn chờ mình ra mình thử nó một phát. Vừa ra hàn, lấy cả que que hàn của nó luôn, hàn ok nhé các bạn nhé. Và con máy này khả năng con máy họ mua cũng khả dạng không phải rẻ. Dây của nó không phải là dây nhôm nhá, dây của nó là dây đồng đỏ luôn. Bởi vì nãy mình rút cái này ra mình thấy này, là sợi đồng đỏ đỏ ao luôn. Chứ không phải là dây nhôm trắng, dây nhôm trắng trắng nó bọt tự đấy đâu các bạn ạ. Và khi mình hàn ấy thì mình sẽ test ấy, là mình phải hàn ở dòng nhỏ để xem nó có bị chập que được không. Đính chính cho mọi người nhá, đấy là cái cách test máy hàn của mình nhá. Để chập que tức là nó đã lén được độ dụng xung được. Để giảm dòng hàn được, à giảm công suất được các bạn nhé. Và sau đó mình vặn mắc lên để nó hàn khỏe lên không. Đấy là cách thử. Chứ nếu mà chúng ta ra chúng ta thấy nó hàn được mà nó cứ hàn khỏe liên tục chả giảm được thì đôi khi sẽ lổ là chết. Hoặc là chúng ta hàn mà thấy nó cứ lẹt đẹt đẹt chả tăng được công suất lên thì đôi khi con LM358 lỗi nhé các bạn nhé. Đấy là cách thử của mình. Như vậy là buổi sáng nay là gặp con này ngon. Vừa hôm nọ sửa nên bo mạch giống nhau. Nên làm rất là nhanh các bạn nhé. Ok, đã có thu nhập. Bây giờ mới cái 8:04 các công ty làm hành chính bây giờ mới bắt đầu đang chào buổi sáng đấy các bạn ạ. Các công ty của Nhật mình ngày xưa ấy. Và bắt đầu đứng xung quanh xưởng tất cả rồi giám đốc nói này nói kia. Rồi nhiều công ty thì hô khẩu hiệu. Bắt đầu vào làm để cho nó tăng cái sức hô khẩu hiệu để kiểu như khiến cho khí thế của công nhân lớn cao lên thì làm việc nó hiệu quả chứ. Nó chưa dậy đâu. Tí nữa sang nhé. Làm việc hiệu quả. Chứ không thì người cứ ủ rũ buồn chán thì làm nó kém các bạn ạ. Thôi chào tất cả mọi người nhé.